Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai không khí lạnh sẽ trong quá trình ổn định. Vì vậy, khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Nhiệt toàn miền có xu hướng tăng nhẹ. Dự báo nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng là từ 16 đến 20 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Ban ngày trời hửng nắng, sương tan, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 24 đến 27 độ. Khu Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên hay là phần phía Bắc của tỉnh Sơn La có nơi nhiệt độ đạt ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Chi tiết tại Yên Bái, trong đêm nay và sáng sớm mai, những cơn mưa nhỏ vẫn còn xuất hiện trên toàn tỉnh. Thời điểm này, trời rét với mức nhiệt chỉ khoảng từ 19 đến 21 độ, vùng cao trời rét đậm khi nền nhiệt chỉ từ 11 đến 13 độ. Vừa mưa vừa rét, quý vị khi lưu thông ngoài trời chú ý đem theo các vật dụng che mưa, mặc áo ấm để bảo vệ sức khỏe. Đến trưa chiều mai trời tạnh ráo và có nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất ngày đạt khoảng từ 25 cho tới 27 độ. Vùng cao nhiệt độ là từ 24 cho tới 26 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động lưu thông và sản xuất của người dân. Không khí lạnh cũng phần nào tác động đến thời tiết các tỉnh duyên hải miền Trung. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, ngày mai trời có mưa nhỏ vào cuối ngày. Khoảng thời gian trong ngày nắng ráo, nhiệt độ ban trưa phổ biến là từ 21 cho tới 24 độ. Còn đối với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết không biến đổi nhiều. Tại đây trời ít mưa, ngày nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 25 đến 28 độ ở các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi và từ 28 đến 31 độ tại khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong vài ngày tới vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô phương Nam với tiết trời không mưa và nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 31 đến 33 độ ở Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Riêng miền Đông có nơi sấp xỉ hoặc là trên ngưỡng 35 độ. Cảm giác nóng vào thời điểm trưa chiều. Về chiều tối ở Tây Nguyên trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ còn khoảng từ 16 đến 19 độ, còn Nam Bộ đêm và sáng hơi se lạnh với mức nhiệt là từ 21 đến 24 độ. Cuối bản tin là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh Yên Bái. Dự báo thời tiết đêm 28 tháng 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Đêm và sáng vùng cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.